Chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với channel của Phong Ca. Ngày hôm nay là sáng đầu tiên, vì nó trái giờ cho nên ngủ không được, cho nên 2 giờ sáng đã dậy và làm lục đục, cho nên gia đình đã dậy luôn và cùng nhau rủ đi xuống tắm biển. Ở biển này là biển Tam Thanh, mình sẽ quay cảnh tắm biển của bà con Việt Nam buổi sáng cho các bạn xem nha. Ở đây thì có những cái tàu đánh cá của người dân, họ đánh cá thì xong rồi thì họ đậu ở trên này. Và cá ở đây cô mình nói là rất là ngon. Sáng sớm ở Việt Nam, công nhận họ cũng chạy sớm, rất là sớm, 4 giờ. Khi trên đường đến đây thì thấy người ta đi bộ rất là nhiều, và xuống dưới đây thì thấy họ chạy bộ giống như tập bộ rất là đông. Cảnh này buổi sáng rất là đẹp. Biển này thì mình thấy rất là nhiều các anh thanh niên cũng như cô chú anh chị lớn tuổi đi tập thể dục, và có thì giờ ngồi tâm sự cái chuyện đó, thấy vui ghê đó. Rồi Phong Ca đang quay phim thì có cái anh này, anh tới anh nói là anh là người ở đây nè, anh muốn lên hình nè. Là anh tên gì? Anh tên là Tinh Tiến. Anh Tinh Tiến. Anh Tinh Tiến. Anh là ở đây lâu chưa? Anh đã ở đây rất là lâu rồi. Anh là Văn Tâm Kỳ. Đi cũng phải là trên 20 mấy năm rồi. Thường thường sáng mấy giờ là anh ra đây tập? Thường thường là mùa về mùa đông á là đi 5 giờ, còn mùa hè nữa là mình đi cũng cỡ 4:15 hay rưỡi là tới đây. Trời, giỏi giữ tay dậy sớm nha. Dạ. Rồi. Mình cũng là tím một tí mùa hôi sức khỏe mà. Rồi. Chúc anh có một ngày tập thể dục khỏe. Rồi cảm ơn chương trình rồi. Đây, hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cánh này lạ nè các bạn. Ui gì mà sai dữ vậy chị? Cô ba mía đấy à? Ở Việt Nam thì có cái lò cao thì là cao. Nè, chị mua đường tiêu hóa tiêu đi, an toàn. Hiểu quá hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Dù lắm cũng được, sao mà cái nào làm ăn chịu lắm, nhưng sinh hoạt chất lượng luôn, một điều rất là thú vị các bạn. Ở dưới kia thì tắm biển, lên trên này thì có những cái hàng cá nhỏ nhỏ như vậy nè. Bao nhiêu một ký con? Quá à? Dạ. 40.000 ký chứ có này. 80.000 một ký à? Cái này cái gì con? Cái vua. Cái voi. Dạ. Thấy vui ghê không các bạn? Ở đây có mấy cái hàng nhỏ nhỏ mà cá nó lên rất là tươi. Cá gì? Có mùa đó cô. Mùa bao nhiêu? 10.000 đấy. 10.000 là mấy đó? Ở tới đây cô. Mùa hết cả rồi. Mùa luôn, tôi lùm luôn cho được xuống hết. Ngon lắm. Bây giờ là mấy một ký? Em lùm giúp mà lấy cho. Lấy cô luôn thôi. Không, không mua giùm. Bỏ cô bao đi. Mua giùm nè. Mua luôn giùm bên đây thế. Không. Tôi mua cái đi về tôi bờ tôi kho cho con sớm à các bạn. Con mèo đẻ tôi chút xíu mà có 2-3 người là đồng hài ở trước cái. Dạ không, người không ăn nhưng mà mèo mà đẻ là mình tới đó. Có không, đúng rồi là chết. Cái là đây lấy kia nè. Không, con vẫy một cái để em mèo mà. Mua là để tôi đá đi, bữa hôm tôi ăn vài con thôi chứ đâu phải ăn lần đâu. Ăn cả tháng con mèo, ăn cả tháng. Mày là không phải cái người đó. Cá chảnh á. Bạn mua xong rồi. Cái bữa đó cũng ngon này. Giúp em làm một cái quay rồi. Bữa ông đông bữa canh mà không quay. Mấy bữa đông rồi. Dạ. Có nói mấy bữa đông đông người lắm rồi, đông cá lắm, tại vì mới bắt ở xong á nên á. Mấy bữa này bốn bọn hoang đó cao mà nè, mua mấy con lợn này. Rồi chứ mà mất mất không mà ngồi biết gì. Cô bạn mà bốn mấy. Con đi mấy con đây. Thế đâu mà.
Nam Lan ngon rồi, ta có thịt. Hai con đó là 55 ngàn đó các bạn. 50 ngàn. Đó, cô chạy nó đi. Anh này anh chạy giá là 50. Cái cô bán cô nói 55, anh nói 50. Xong rồi cô chịu luôn hay sao á? Đang rồi, thấy hả? Chỉ lượng nó nhiều cho đó bỏ đó. Nha đâu được đang được. Đó bà. Nam Lan ngon nó cao có ba ha rẻ hơn bọn hồ luôn nè. Con đây con này á cổ nói 55 nhưng mà anh này anh trả giá còn có 50 ngàn à, rồi xong rồi cổ bán luôn, tươi ghê các bạn. Có được 45 ngàn, thối đây 45 ngàn. Các bạn thấy không, họ có bán khoai lang với khoai môn nữa. Mà các bạn thấy cái củ khoai môn ở đây á, nó nhỏ. Cô cầm tới cái củ khoai môn cho con coi ở đây hả cô? Nó nhỏ hơn bên con, nó bự lắm. À, nó nhỏ là nó ngon hơn hay sao cô? Nó ngon hơn hả? Lớn to sưởng sưởng. Cô nói ở đây mà củ mà nó to thì nó dễ bị sượng, nhỏ nhỏ như vậy thì ngon hơn. Cái này là rau câu chân vịt nè các bạn. Bao nhiêu một cái cô? Cô này bán đậu phụng với đậu đen nè các bạn. Đậu phụng là rang rồi hả? Đậu đen xanh lòng cũng rang rồi mà đậu phụng cũng rang rồi. Bao nhiêu một bị cô? 15 ngàn một bị các bạn. Có cái tiệm nhỏ nhỏ ngay cái chỗ đường biển lên nè mấy bạn. Cũng hay lắm các bạn. Khi các bạn tắm xong thì họ có cái chỗ để mình lên cái nhà này nè, mình tắm lại. Cái tiệm này là quán Hồng Vân. Đây là cái chỗ mà họ tắm lại nước ngọt sau khi tắm biển nè các bạn. Có cái hồ tắm như vậy nè. À, cũng hay quá ha. Đó. Đó. Cảnh này các bạn nhớ không? Ở quê của ba của Phong Ca ở đây. Những hình ảnh như thế này có gợi lại quý vị những khi còn nhỏ mà mình đi hay tắm biển rồi mình đi tắm chỗ mấy cái hồ này giống như vậy không quý vị? Mà khi tắm xong ngầu không? Có cái kiến đặc biệt nè. Cái kiến rồi cái lược để như vậy nữa nè. Hay không? Một good idea. Cô mình tắm xong đây mình lấy bao nhiêu tiền một người con? Lắm, lấy hơn 1 người. Ồ, có 2.000 một người à các bạn. Đó, rẻ ghê không? 4 người với chiếc xe mình lấy có 10.000 một này, nó hơn 1 người với chiếc xe hơn nữa là 10.000. Chiếc xe hơi là 2.000, rồi 4 người của gia đình mình vô đây mỗi người 2.000 nữa. Rẻ ghê. Xe là 2 người. Đó. Đó là có nhường 4 miếng thôi. Dạ. Cô nói cái nhà này là nhà cấp 4 nè các bạn. Tiệm Hồng Vân. Đó, đây là tiệm Hồng Vân. Khi các bạn tắm biển xong thì lên đây tắm lại. Giá rất là rẻ nha. Quán cô Hồng Vân nè, giá bình dân. Và ở đây cũng có dịch vụ hải sản tươi sống tự chọn nữa mấy bạn. Mực, ghẹ, nghêu, cá hấp gì, cá sống gì quá chừng luôn nè. Giữ xe miễn phí. Đây 2.000 bên kia lấy có 1.000.
các bạn ơi, khi mình đi tắm biển xong rồi á thì dẫn các bạn đi ăn cháo lòng buổi sáng ở đây. Phải dậy sớm vì còn chứ không á hả là hết. Này tươi luôn hả cô? Sáng là mấy giờ là mình bắt đầu mình dậy nấu cô? Sáng là 2 giờ sáng. Wow, 2 giờ sáng. Wow. Nấu xong là 5 giờ rưỡi là có. Dạ. Yeah. Để mình quay cái chỗ mà cháo lòng này. Mấy cái đồ lòng này rất là tươi. Nè, có về Tôm Kỳ thì nhớ cái quán cháo lòng Tiếng Loan ủng hộ giùm nghe. Rồi, dạ. Thường thường mình bán mấy giờ là hết con? 12 giờ trưa. 12 giờ trưa. Sáng là mấy giờ mở cửa? Sáng là 5 giờ. 5 giờ mở cửa nha các bạn. Wow, bắp khối luôn nè mấy bạn. Ô, cô dở ra cái con nghe cái mùi thơm phức mà thơm lắm mấy bạn ơi. Cặp nữa mình sẽ ăn giùm cho mấy bạn nha. Một tô vậy là bao nhiêu ngàn con ha? Một phần là 30 ngàn. Một phần là 30 ngàn bạn. Một người ăn là 30 ngàn. Sáng sớm bốc khói ngon không các bạn? Quá ư là ngon luôn. Hôm nay mình bị khan tiếng, mình không có nuốt chịu được mấy bọn nghe. Đắt quá, lo bán thịt lo cắt không mà đâu có giờ đâu để nói các bạn. Mình quay cho các bạn coi nè. Rồi, mấy bạn ăn quán cháo lòng này thấy có ngon không? Ngon, rất là ngon, quá ngon. Số 1. Phải tranh thủ dậy sớm các bạn, nếu mà đi trễ chút xíu là sẽ hết. Rồi, mình thấy ngon quá các bạn cho nên mình cũng làm một tô. Thơm quá. Ở đây thầy chỉ có giá nhìn. Giấy này thầy thấy giấy này là giấy lau miệng nè các bạn. Mình ăn xong cái mình giấy này nè ở chỗ mình ăn cháo lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình sẽ kết thúc tạm thời ngay đây. Mình sẽ ở Việt Nam một thời gian, đi đây đi đó. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ đây, các bạn nhớ bấm like, share and chia sẻ cho bạn bè mình nha, để Phong Ca có động lực làm những video kế tiếp cho các bạn coi khi còn ở Việt Nam này. Thank you for watching.